Hello mọi người. Thì nãy giờ mình chỉnh sửa mấy cái hình ảnh á. Bên này mọi người, thì mình đang thiết kế cái đùi gà to nha. Thì đây là đùi gà to. Thì không biết cái đùi gà to này mọi người sẽ làm món gì ta. Thì hôm sau mình sẽ làm clip mình ăn thử cái đùi gà to này nha. Bây giờ tự nhiên mình bắt đầu mình đói bụng rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi kiểm tra tủ lạnh thử còn cái gì thì mình sẽ ăn cái đó nha. Thì mình nhớ không nhầm thì trong tủ lạnh của mình hình như nó có những mấy bịch xúc xích. Thì mình kiểm tra thì nó còn một bịch xúc xích đất như này. Đó là xúc xích đất không khó nha mọi người. Mình bỏ trong tủ đông nên là nó hơi bị đá một xíu. Nhưng mà những cái loại xúc xích như này là nên bỏ tủ đông nha mọi người, để bảo quản tốt hơn. Đây mình dọn này, đó là một gói xúc xích khô Hungary, đầy sang Hungary nha mọi người. Còn này là xúc xích đất. Bây giờ mình sẽ chiên cái xúc xích đất này. Thì mình sẽ chỉ cho mọi người một mẹo là để chiên xúc xích nhìn nó đẹp cũng như nhìn ăn nó ngon hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt bao bì ra nha mọi người. Để mà cắt cái này ok thì mình phải cho một cái thớt như này, một con dao, bịch xúc bịch này mà mình, nếu mà ví dụ như bây giờ mình chiên thì mình sẽ chắc chắn ăn không vào hết đâu. Tặng một bịch này 500g nè mọi người. Chắc là mình sẽ chiên hai coi thôi nha. Cái này nó còn đông quá. Thì mình cái này mình sẽ để trong tầm khoảng 2 phút nha. Mà nếu mà mọi người có cái lò vi sóng á, thì mọi người có thể bật chế độ rã đông và rã đông ra. Thì nếu mà chiên xúc xích thì mọi người nên rã đông hoàn toàn nha, rồi bị chiên. Còn cái này mình mới lấy ra nên là nó còn rất là đông. Hồi nãy mà mình biết mình chiên á, thì mình sẽ rã ra trước. Thì mọi người chờ xíu nha. Sau một thời gian nó rã đông rồi này mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cắt sập. Thì mình sẽ cắt cái theo kiểu này nè. Nếu mà mình cắt theo kiểu này thì nó sẽ đẹp hơn nha. Cách nhau một xanh được mọi người cắt đều tay. Mình hãy chia kiểu đó nhìn hấp dẫn lắm mọi người. Tới này thì mình sẽ cắt thêm một lần nữa, mình đi hướng ngược lại này. Ở các nhà hàng thì người ta hay chiên cái xúc xích này này, và người ta ăn kèm với những loại rau và uống bia. Đó là xúc xích đất sông khói nha mọi người. Nó hơi lâu một xíu nhưng mà nó sẽ ngon hơn nha mọi người. Kiểu như là cái lớp da này nè, nó sẽ không bị nó không bị bơ ra. Nên là nó sẽ coi xúc xích nó sẽ có giữ được hình dáng nó đều. Mà nếu mà mọi người kiểu như là không cắt ra thì mọi người sẽ nó lúc mà đã chiên là nó nơ ra mọi người. Nó bị phầu này ra này, sau bắt đầu nó rách cái đó nhìn nó ghê lắm. Nó không hấp dẫn. Để mình cắt kiểu này chút nữa mình chiên cho mọi người xem nha. Tại mấy cái xúc xích này nè, người ta xay nhuyễn rồi người ta trộn đều, xong người ta cho vô một cái gọi là cái này gọi là cái gì thì mình không rõ nữa. Gọi là cái bì hay cái gì đó. Thì nó sẽ kiểu như là nó giữ được cái định hình lại á. Xong rồi người ta xoay lại những cái này, cứ ra một khối hình này xong người ta xoay lại, xong cái nó ra người ta xoay lại. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi chiên hai cái xúc xích này và xúc xích Hungary nha. Ok, thì tiếp theo mình sẽ lấy xúc xích Hungary nha mọi người. Wow, cái này nó cũng rất là nhiều nha. Thì bây giờ mình sẽ chiên một ít thôi. Mình cứ để như này thì mình ăn không hết thì mình sẽ cắt ngang mát, thì mọi người thời gian nó sử dụng nó sẽ ngắn hơn. Còn mọi người mà cắt vào ngang đông á thì thời gian sử dụng nó sẽ lâu hơn nha mọi người. Một cái này là bây giờ là mình có thể ăn trực tiếp được luôn, nhưng mà mình sẽ áp chảo một xíu để cho nó tan chảy những cái mỡ này ra này, cho nó nóng lên và cũng như nó béo ăn ngon lắm mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành chiên xúc xích đất và xúc xích khô Hungary nha mọi người, để mình uống kèm với bia. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chiên hai loại xếp này nha. Sau một thời gian chờ đợi thì chảo nóng này mọi người, mình sẽ cho một ít dầu ăn lên để tráng mặt chảo nha. Rồi thì mình sẽ cho xúc xích ra nha mọi người. Nóng rồi nè. Cái này nhanh chín lắm mọi người, tại nó đã chín rồi mà. Lên men thì nó đã chín rồi, bây giờ mình chiên cho nó nóng lên, cho nó đây ta. Nó nắm lên để cho nó thơm và buộc thơm vãi mọi người. Cái này xong gấp ra liền luôn á. Đó mọi người thấy đẹp không? Xúc xích cái kiểu này chiên có đẹp không nè. Cái này nhanh chín quá. Gấp ra luôn nha. Mọi người thấy xúc xích hấp dẫn mọi người. Cho thêm này luôn. Mình nghĩ là mình chiên đủ dùng thôi á, tại chiên nhiều quá mình sẽ ăn không hết đâu. Xúc xích này là nó đã có khối lượng là 200g rồi. Thì sáng mình chiên lên này, sáng rất là tiện nha. Có thể kẹp với bánh mì, làm bánh mì hot dog đó mọi người. Wow,
hấp dẫn vô. Cái này chưa ăn chứ nữa. Cái này mình cho vào đi. Thơm quá mọi người. Chín rồi mọi người. Tên tên. Thì sau một thời gian mình đã chiên đồ này mọi người. Cái này thì phải có bia với tương ớt anh ngon nha mọi người. Thì đó là một cốc bia cũng như một chén tương ớt như thế này. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn xúc xích khô này trước đi. Cái mùi thơm xúc xích khô này kinh mọi người ạ. Thì sau khi mình ăn một lát. À, mình ăn hai lát chứ. Mình ăn một lát, chiên hơi quá tay thì nó giòn quá. Mặn, cảm giác nó mặn mặn giống như là cá khô mọi người. Cái miếng mà mình chiên quá tay thì nó bị nó mặn mặn mà nó giòn giống cá khô lắm. Còn cái miếng mà nó vừa vừa thì nó rất là ngon, rất là thơm. Thơm mùi sông khói này, nó béo lắm mọi người. Và mọi người, nếu mà mọi người có muốn chiên những cái loại thịt sông khói như này là mọi người lưu ý là đừng bao giờ chiên mà quá tay quá nha. Nếu mà mọi người chiên để lâu quá thì nó giòn giòn, cái vị của nó giống như cá. Cái vị nó giòn giòn, mình cảm giác nó mặn mặn, nó giúp cá khô không phải mọi người. Còn cái miếng mà chiên vừa như thế này thì rất là ngon mọi người. Mình chấm miếng nữa thì nó ngon nha. Ngon mọi người, đây là xúc xích bức sông khói nha mọi người. Được coi kia. Đó, mọi người thấy không? Chiên mình cắt ra như thế này thì những cái này rất là đẹp. Ngon mọi người. Bánh đúc rất là thơm. Cái bì nó bên ngoài nó giòn giòn. Thịt của nó thì nó tẩm ướp vừa rồi, rất là đã. Ngon mọi người. Cái này mà gia đình mà hộp ăn sáng à. Sau khi mình ăn mình cảm nhận à. Sau khi mình ăn hai này thì mình cảm nhận là cái này rất thích hợp cho các món như mà nhậu nhẹ đồ mọi người. Không nhậu rồi. Còn cái loại mà xúc xích như này thì mình nghĩ là thích hợp hơn là ăn khuya như mình vậy này. Với là ăn sáng thì nó sẽ hợp hơn. Mọi người ạ, rất là ngon quá. Làm dính miếng này. Cái miếng mà chiên vừa vừa ăn rất là ngon mọi người ạ. Cái vị Hungary á, nó lạ lạ. Xong khói mà nó có gia vị lạ lạ, ăn nó hơi cay cay một xíu. Rất là đã. Một xúc xích này là mình thấy ăn ngon như vậy nha ta. Mọi người chiên mà cháy quá nó sẽ dơ nha. Mọi người chiên nó vừa vừa là ăn rất là ngon nha. Nó vừa nắm là ăn rất là ngon. Mặn mặn. Cái này mà chiên giòn lên như này xong á, chiên vừa vừa như này xong cái ăn cơm cũng hợp với mọi người. Để hôm nay mình chiên thử cái này với cơm thử ăn ngon nha. Mình thấy cái này á, ăn một miếng đầu thì mình cảm giác như mình không thích lắm nha. Nhưng mà tự nhiên một hai miếng sau mình cảm giác mình nghiện luôn á. Mình cảm giác nó ngon hơn xúc xích luôn á mọi người. Ngon lắm mọi người, rất là thơm nha. Cái này là hai con này là 200g. Thì ví dụ như mà mọi người á ăn sáng thì mọi người có thể là ăn một con như này là 100g rồi thì mình tính ra nó rất là thứ nhất là nó ngon này, thứ hai là nó không có tốn nhiều thời gian và thứ ba là nó đảm bảo mình tự tay mình làm mình ăn sẽ cảm giác nó sẽ ngon hơn nha mọi người. Hình như cái này là ở những cái cửa hàng mà xúc xích chiên á, ví dụ như là xúc xích đất ông Tòi á thì người ta cũng dùng những loại xúc xích đất như này, chân của người ta nó rất là ngon. Ở đây thì cũng là xúc xích đất sông khói nha mọi người. Tính ra nếu mà buổi sáng mọi người đi ăn một tô bún hoặc là một tô hủ tiếu hay là một ổ mì thì thay vì mọi người ăn những cái thực phẩm mà mọi người không rõ nguồn gốc thì mọi người có thể mua những loại xúc xích này như mình lúc nào cũng có sẵn. Thì cứ mình tới bụng lúc nào mình ăn cũng đó. Ví dụ như khuya mà mình kiểu như tối mà mình hay tránh xưa ăn ảnh luôn á. Xong cái mình tới bụng mình hay chiên những loại xúc xích này ăn cực kỳ tiện mà nó rất là ngon nha. Mình ăn xong hai đây mình no, mình cảm giác no tới trưa mai luôn. Giờ là 11 giờ, gần 11 giờ. Mình ăn xem cái sáng giờ mình đâu ăn gì nó đâu. Hoặc là nếu mà mọi người ví dụ chiều mọi người ăn cơm xong rồi cái sáng giờ mọi người mua bánh mì, mọi người để sẵn đi. Xong đó là mọi người sẽ nhận mọi người nướng nó một xíu, cái mọi người áp cháo, mình chiên một ít xúc xích như này. Xong cái mọi người kẹp và vô bánh mì cũng như mọi người bánh mì hot dog không? Kẹp mì hot dog thì người ta cũng dùng xúc xích nè, người ta dùng bánh mì hot dog để kẹp lại thì nó thành một bánh mì hot dog. Thì cảm giác cái đó thì ai cũng có thể làm được. Ví dụ như mọi người mà chịu khó một xíu, cái tầm
5-10 phút thì mọi người có một bữa ăn sáng rất là tiện, cũng như là nó đảm bảo chất lượng. Rau mình mua ở siêu thị nè, mình cũng biết nè, xúc xích hay là đâu mình cũng mua những cái loại mà nó có thương hiệu lớn trên thị trường, thì lúc đó nó cái độ uy tín của nó là cao đó. Còn bánh mì thì mọi người có thể mua những cái lò bánh mì mà mọi người hay mua, ví dụ như gần nhà mọi người mà có lò nổi tiếng thì mọi người dùng thì nó rất là đảm bảo, thật sự là no lắm luôn mọi người. Rồi thì clip của mình đến đây là hết nha mọi người, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha.